điều gì mà anh ước mong nhiều nhất để gửi đến tất cả các đệ tử của anh và cũng như các anh chị ở bên ngoài kia? Khi chúng ta bị thất bại trong một cuộc đời, mọi cách mọi kiểu, chúng ta chỉ có lòng tin thì cái đó mới đợi chúng ta vậy. Thế luôn lòng tin này, lòng tin vào đâu? Và Thượng Đế, Thượng Đế thiên tâm chỉ thờ độc giác thần, thờ Thượng Đế cha Chúa Giêsu, người đấng đạo quá, không có thờ Phật, chỉ mượn công thức của Phật thôi. Cho nên tất cả mấy đứa họ thiên đeo dấu thiên tâm là đeo dấu của Thượng Đế. Thì nếu mình có tin với Thượng Đế là tất cả mọi chuyện sẽ qua ngay thời điểm này. Em hỏi luôn, tin vào Thượng Đế mọi chuyện sẽ qua, nhưng mà mình tin mà lỡ nó không qua, nó vẫn cứ bị đau khổ, nó bị stuck. Chúng ta luôn bị lừa gạt, chúng ta luôn bị lừa dối, chúng ta luôn bị những người khác chơi mình, hại mình, lừa gạt mình, làm chúng ta đau khổ. Vậy thì cái niềm tin đó chúng ta phải như thế nào thưa anh, để chúng ta phải vượt qua? Ví dụ nói gạt em 5.000, mà trong năm còn 500 em mua nó luôn. À, chứ còn sao giờ? Cho nó hết vàng, nó tôi hết rồi đó. Chứ mình đừng có nghĩ cách để trả thù nha. Tại vì em không phải đạo Phật, em không có nghiên cứu, không hiểu. Bất cứ cái gì trên thế gian này nó đều có âm và quán. Đạo Phật gọi là nghiệp. Một người vợ, một người bồ, một người anh em ruột của mình, nó là kẻ thù của mình kiếp trước. Nó lên đấy đòi nợ mình thì trả cho nó. Đừng bao giờ anh bị người ta gạt. Nếu mà bữa ngồi tính, trời ơi, bây giờ bị ta gạt gần 700-800 triệu. Nhưng mà anh hùng chưa bao giờ đòi. Những người hùng hẳn mấy hãng lớn ở 700-800 triệu cuộc đời tôi bị gạt, tôi cũng bỏ qua, không có bao giờ nhớ luôn. Thì em cũng tập vậy. Tự nhiên cha thương Thượng Đế thương cho mình cái mới. Chứ còn ai đâu mình rảnh mình đi đòi đó. Tiền nó nằm trước mắt mình đi tới, chứ mình không có đi lui để mình lượm tiền lẻ. Nên nhớ như vậy. Người có tài không cần đi quay lại đòi tiền lợi nào. Tiền nó trên trời, tiền nó hai bên đường, mình cứ đi tới là mình có. Mình đừng có đi ngược lại để mình đòi. Thì là mình lấy cái số lượng nhiều thôi. Các con hiểu công đức đó không? Không có cảm được, không ai nhận ra và đặt cảm mà nhận. Đó là đôi khi trong cuộc sống của Tiến cũng bị nhiều thứ nó làm phiền phức liên quan tới tiền bạc mà Tiến cũng từng nghĩ đến, mà hôm nay được anh khai sáng mở rộng ra. Tức là nếu mình cứ vòng vòng bực bội tại sao trả tiền tôi, tại sao được tiền tôi lâu quá vậy, thì mình sẽ không có cơ hội gặp tiếp những cái người quế nhân, những cái đàn đang trước đàn nhà quê tập xuống đi tí cho nên lấy tiền ha, move on, we are smart. Mà trời thương mình cho mình cái mất. Hay đâu mình đi kìm nó, mình nghe lộn chứ cả bực cả ba ngày, nó đâu có bực đâu. Thậm chí người trên trước mình trên hành trình đi là còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái người mà hại mình thế là họ cũng sẽ bị người khác lấy lại. Đời mà nó có qua lại qua lại. Nhưng mình giữ được cái tâm của mình như thằng Ngọc đổ sòn, mình cũng bị chày chùa bởi những cái giống như mình đi thẳng, đừng có mai mấy cục đá cản đường lại mình. Bước qua đồng đó.